Rồi nhà vườn thông minh nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này rất là già luôn nha, siêu già luôn. Cái nước da của nó này, cẩm thị mà giờ săn phôi mà được nước da như thế này cũng rất là một vấn đề nha. Rất là hiếm, dần nó khan hiếm rồi. Cây này chì cành này, nuôi này, rất là to rồi. Cây này có mã số là 278, có số đo nhà vườn đo là 92 tổng hoành nha. Cây cao là 47 tính từ cái mặt chậu mà tới cái đầu thân chính đó nha. Cây đang nằm cái chậu nhựa nuôi lật lòng là 48. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,5 triệu bao ship không chậu nha. Cho mình xem tham khảo, cây rất là già. Cây này về mình lên cái chậu mới là ok thôi, khỏi suy nghĩ luôn. Giờ cái hàng cẩm thị này mình nói thì mình khai thác thì cũng khan hiếm rồi, và đặc biệt có nước da dài thế này nha. Nhà mình xem tham khảo, nếu được duyên thì ủng hộ nha, xem tin vui vẻ luôn. Rồi mã số 278, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,5 triệu bao ship nha, cho một cây cẩm thị kim cương đen sống khỏe luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.